là lần thứ 9 tổ chức, lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7. Năm nay, lễ hội có nhiều hoạt động để xúc tiến du lịch, đầu tư kết nối hợp tác kinh tế, quảng bá thông tin, sản phẩm và giao lưu thể thao, nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực giữa Đà Nẵng và Nhật Bản. Tiếp nối thành công của lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2023, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức lễ hội Việt Nam Nhật Bản lần thứ 9 năm 2024. Đây là năm mở ra một giai đoạn phát triển mới với những triển vọng cho mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Chúng tôi hy vọng số lượng các thành phố Nhật Bản đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với thành phố Đà Nẵng sẽ ngày càng tăng trong thời gian đến. Chúng tôi rất vui mừng khi số địa phương Nhật Bản tham gia lễ hội năm nay tăng hơn nhiều so với các năm trước. Có hơn 80 dân hàng đến từ các thương hiệu lớn của cả hai quốc gia như ASICO, Honda, Ngân hàng Nam Á, Mikayuki, Toyota và các sản phẩm ô cốp đặc trưng của Đà Nẵng được trưng bày tại lễ hội. Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách sẽ được giao lưu thể thao, nghệ thuật với nhiều hoạt động như giao lưu trà đạo Nhật Bản, trà thức Việt Nam, cùng các đoàn nghệ sĩ trình diễn truyền thống và hiện đại, trải nghiệm các trò chơi, mặc trang phục và trải nghiệm bóng chày Nhật Bản, nhảy bon odori và múa sạp. Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội để tham gia lễ hội Việt Nhật ở Đà Nẵng thì mình cảm thấy rất là hào hứng với lại cái văn hóa và cái không khí ở đây. Mình hy vọng là trong tương lai thì thành phố cũng sẽ có nhiều cái hoạt động như thế này để tụi mình là những người sinh viên, tụi mình có cơ hội đến đây để tìm hiểu thêm về những nền văn hóa khác nhau cũng như là tìm cái cơ hội việc làm cho tụi mình. Tôi tên là Shigeyama, tôi làm ở Panasonic Việt Nam. 日本とベトナムの間でプロジェクトマネジメントを主に担当しています。私たちの会社では、淡路島という施設のレストラン、ホテル、アミューズメントパーク、そういったもののご紹介をしています。皆さんが淡路島に来てくれることを楽しみにしています。よろしくお願いします。Dịp này, Đà Nẵng và Nhật Bản cũng sẽ tổ chức các chương trình, hội nghị để hai bên trao đổi các nội dung, cập nhật xu hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, điện tử, vi mạch bán dẫn và nguồn nhân lực.